Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Tính chất cơ bản của phép cộng phân số, trang 27, 28, 29, sách giáo khoa môn toán lớp 6, tập 2. Các em nhớ đây là tập 2 nha. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em sẵn sàng, nhớ là chúng ta có cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ, giấy nháp để chúng ta làm bài nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chú, đó, bài của chúng ta này. Vậy thì trước hết chúng ta xem phép cộng số nguyên nó có những cái tính chất gì. Vậy thì cũng giống như là phép cộng của các cái phân số thì phép cộng số nguyên này, thì các em biết số nguyên nó cũng, các em đã học ở tiểu học rồi đúng không? Đấy, cũng có các cái tính chất, đó là tính chất gì? Giao hoán này. Thứ hai là tính chất gì? Kết hợp. Đúng không? Thì cái này trong cái phần chương nó gọi là chương số nguyên. Đó, các em đã được học cái chương này rồi đúng không? Đó, và ở tiểu học các em cũng đã được học cái này rồi. Đấy, ngoài ra thì nó có là cộng với số 1 như thế nào, cộng với 0 nữa, vân vân. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta xem là đối với phân số thì các tính chất phép cộng của phân số nó có giống so với số nguyên không? Chúng ta sẽ tìm hiểu này. Tính chất của nó này, thứ nhất là tính chất giao hoán này. Đấy, cũng giống so với số nguyên đúng không? A trên B cộng với C trên D thì sẽ bằng C trên D cộng A trên B, tức là chỉ đổi chỗ cho nhau thôi, đúng không? Tính chất kết hợp, một tổng cộng với một số thì bằng một số cộng với gì? Một tổng, vân vân. Đó, cũng giống như số nguyên đúng không? Cộng với số 0. Chú ý ở đây cộng với số 0 này. A trên B cộng với 0 thì sẽ bằng 0 cộng với A trên B. Đây cũng chính là gì? Của tính chất giao hoán này thôi, chúng ta chỉ đổi chỗ. Đấy, vậy thì tóm lại là phân số cũng có các tính chất giống như là gì? Số nguyên, đúng không? Trong phép cộng, được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta hãy đọc cái phần áp dụng này, các em đọc ở trong sách giáo khoa để chúng ta nắm nhé, được chưa? Và chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái bài hỏi chấm 2. Đến với bài hỏi chấm 2 này, họ yêu cầu mình là tính nhanh. Nó nói thì tính nhanh chứ cũng không thể là gì tính nhanh được đâu, hiểu không? Đó, bởi vì đến đây là chúng ta phải áp dụng rất là nhiều những cái tính chất của phép cộng phân số vào đây để chúng ta thực hiện. Rồi, chúng ta có cái tổng này gọi là B này bằng trừ 2 trên 17 cộng với 15 trên 23 trừ đi cộng với trừ 15 trên 10, 17 cộng với 4 trên 19 và cộng với 8 trên 23. Đó. Vậy thì muốn tính nhanh được cái này thì chúng ta sẽ thực hiện cách dạng là gì? Tính chất kết hợp với lại tính chất giao hoán để chúng ta làm nó. Bây giờ trước hết chúng ta sử dụng cái tính chất gọi là tính chất gì? Tính chất kết hợp nhé. Hay tính chất giao hoán. Tính chất giao hoán thì chúng ta đưa những cái phân số có cùng mẫu nó gần với nhau này. Được chưa? Đó, vậy thì B này sẽ bằng này trừ 2 trên 17. Được chưa? Đây là mẫu 17 này cộng với trừ 10, 15 trên 10, 17. Đây chúng ta đang thực hiện tính chất gì? Giao hoán thôi. Các số hạng nó đổi chỗ vị trí thôi, được chưa? Cộng với này 15 trên 23 này. Đó, chúng ta đưa cái 8 trên 23 này vào đây cho nó gần. Để tí chúng ta nhóm đúng không? Và cộng với 4 trên 10, 19. Được chưa? Vậy thì đây chúng ta đã áp dụng là tính chất gì? Giao hoán. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái tính chất kết hợp, chúng ta nhóm nó vào theo cặp. Đúng không? Tính nhanh thì chúng ta phải nhóm thôi. Vậy thì đây chúng ta mở ngoặc vuông đi. Ngoặc vuông chỉ để chúng ta phân biệt ra thôi. Trừ 2 trên 17 cộng với trừ 15 trên 10, 17. Đấy, chúng ta thành một nhóm này. Thì nó chung mẫu đúng không? Cộng với 15 trên 23, kem cộng với 8 trên 23 nó chung mẫu nè. Đó, và chỉ có mình anh 4 trên 19 này thì
khác mẫu chúng ta bỏ riêng ra. Đó, đến đây thì chúng ta có hai cái nhóm đó cộng hai phân số cùng mẫu thì rất là đơn giản rồi, chỉ cộng tử với tử thôi. Ở đây sẽ bằng trừ 2 cộng với trừ 10, 15. Tất cả trên bao nhiêu? Trên 10, 17, đúng không? Cộng với ở đây, tử là 15, đây là 8, trên gì? Trên 23, đúng không? Đấy, vậy thì giờ các em cộng vào thôi. B sẽ bằng nợ 2 nợ thêm 15 nữa thì thành nợ 10, 17 trên 10, 17 cộng với, xin lỗi các em, đây chúng ta còn 4 trên 19 nữa nha, 4 trên 19 nè, cộng với nè, 15 cộng với 8 là 23 trên 23, được chưa? Cộng với 4 trên 10, 19. Rồi, bây giờ chúng ta thấy đây là hai phân số gì? Đây là phân số có tử và mẫu nó gì? Đối nhau. Vậy thì kết quả của nó đã đối nhau thì đây sẽ là bằng trừ gì? Trừ 1 nè, đúng không? Cộng với nè, 23 chia cho 23 thì lại bằng 1 nè, được chưa? Cộng với 4 trên 10, 19. Vậy thì hai anh này trừ 1 cộng với 1, đây là số gì? Số đối. Số đối thì kết quả sẽ bằng 0 cộng với 4 trên 10, 19. Vậy thì cuối cùng B sẽ bằng 4 trên 10, 19. Đó, vậy thì đây chính là kết quả của phép tính đầu tiên, phép tính B. Rồi, giờ chúng ta sang đây đi. Nó giấy của chúng ta là tốn rất là nhiều nha, không phải là ít đâu các em. Rồi, câu C này, ta tính cái tổng C trừ 1 phần 2 cộng với 3 phần 21 cộng với trừ 2 phần 6 cộng với trừ 5 phần 3 30. Đó, vậy thì cũng giống như ở câu B, tức là cái tổng B này nè, thì chúng ta cũng sẽ áp dụng hai cái tính chất là tính chất giao khoán với lại cái tính chất kết hợp vào để chúng ta làm. Tuy nhiên thì nhìn vào đây, chúng ta thấy các cái phân số này nó đã tối giản chưa? Nó chưa tối giản đúng không? Nên chúng ta sẽ tiến hành rút gọn một số cái phân số đó nha. Đó, chúng ta sẽ tiến hành rút gọn này. Rút gọn. Bước này thực ra các em làm bằng bài giấy nháp cũng được, nhưng mà thầy trình bày ở đây. Rút gọn các phân số ta rút gọn phân số này 3 trên 21 nè. 3 trên 21 các em rút gọn nó bằng bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho gì? Cho 3. 3 chia 3 trên 21 chia cho 3 thì sẽ được 1 phần gì? 1 phần 7 đúng không? Phân số trừ 2 phần 6 chúng ta có rút gọn được không? Rút gọn được đúng không? Vậy chúng ta sẽ rút gọn này. Phân số thứ 2 này là trừ 2 phần 6 thì chúng ta cũng sẽ chia cả tử và mẫu cho 2 đúng không? Thì sẽ bằng trừ 1 phần gì? 1 phần 3. Phân số trừ 5 trên 30 chúng ta có rút gọn được không? Rút gọn được tiếp đúng không? Vậy thì phân số thứ 3 chúng ta rút gọn là trừ 5 trên 30 cũng chia cả tử và mẫu cho 5 thì các em sẽ được kết quả bằng trừ 1 phần gì? 1 phần 6. Rồi đấy, như vậy thì sau khi thực hiện xong cái này thì chúng ta thấy là chúng ta đã có các cái phân số để chúng ta rút gọn rồi. Thực ra thì phân số này chúng ta không cần, 1 phần 3 thì chúng ta cứ giữ đi, nó là 2 phần 6 để làm sao để cho nó tương ứng với cái anh này nè, hiểu chưa? Đó, tương ứng với cái anh này chúng ta nhóm nó vào cho nó dễ. Như vậy thì sau khi rút gọn thì chúng ta sẽ có C ở đây nó sẽ bằng bao nhiêu? Trừ 1 phần 2 cộng với 3 trên 21 là các em rút gọn được 1 phần gì? 1 phần 7 nè. Cộng với nè, trừ 2 phần 6 chúng ta rút gọn, nhưng mà giờ chúng ta có 1 phần 6 đây, chúng ta khỏi cần nha. Đấy, chúng ta vẫn giữ nguyên là trừ 2 phần 6. Được chưa? Cộng với đây là trừ 1 phần gì? 1 phần 6. Đó, hiểu chưa nào? Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tính chất là tính chất gì? Kết hợp thôi, chúng ta nhóm nó vào. Vậy thì C ở đây sẽ bằng trừ 1 phần 2 cộng với 1 phần 7 chúng ta giữ nguyên, cộng với nè, hai anh này chúng ta cho nó thành một nhóm, cộng với trừ 2 trên 6 cộng với trừ
trừ 1 trên 6. Bởi vì sao? Bởi vì hai kênh này anh có chung gì? Chung mẫu. Đó. Được chưa? Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành cộng cái ở trong ngoặc này thôi. C bằng trừ 1 phần 2 cộng với 1 phần 7 cộng với nè. Chung mẫu rồi thì đây sẽ bằng là trừ 2 cộng với trừ 1 trên 6. Được chưa? Vậy thì C đây sẽ bằng trừ 1 phần 2 cộng với 1 phần 7 cộng với nợ 2 nợ thêm 1 nữa thì thành nợ gì? Nợ 3 là trừ 3 trên 6. Được chưa? Rồi vậy thì 3 trên 6 đây nè. 3 trên 6 này thì chúng ta sẽ bằng mấy đây? Trừ 3 trên 6 này thì các em rút gọn nó sẽ bằng mấy? Bằng trừ 1 phần gì? 1 phần 2. Đúng không? Đấy. Vậy thì ở đây suy ra là C sẽ bằng trừ 1 phần 2 cộng với 1 phần 7 cộng với trừ 3 trên 6 ta rút gọn đây sẽ là còn trừ 1 phần gì? 1 phần 2. Đó, giờ các em nhìn thấy bây giờ các em nhìn thấy đây nó có hai cái trừ 1 phần 2 thì chúng ta ghép nó vào thôi, đúng không? Đấy, chúng ta ghép hai cái thằng này vào với nhau. Vậy thì C sẽ bằng nè trừ 1 phần 2 cộng với trừ 1 phần 2. Được chưa? Cộng với 1 phần 7 các em đưa ra ngoài. Rồi. C đây sẽ bằng trừ 1 cộng với trừ 1 trên 2 cộng với 1 phần gì? 1 phần 7. Vậy thì C sẽ bằng trừ 1 cộng với trừ 1 nợ 1 nợ thêm 1 nữa thì sẽ thành nợ gì? Sẽ thành nợ 2 đúng không? Đấy, vậy sẽ là trừ 2 trên 2 cộng với 1 phần 7. Vậy thì C sẽ bằng trừ 2 trên 2 thì bằng trừ 1 cộng với 1 phần 7. Đúng không? Vậy thì trừ 1 mà cộng với 1 phần 7 thì thực chất ở đây thì C sẽ bằng bao nhiêu? Trừ gì? Trừ 1 trên 1. Đây, ở đây thầy sẽ làm chi tiết luôn bước này cho nhiều em có thể không nắm được nha. Trừ 1 trên 1 này, cộng với 1 trên 7. Vậy bây giờ các em sẽ thực hiện quy đồng. Mẫu số chung đây sẽ là 7. Vậy thì anh này sẽ là nhân với 7. Anh này sẽ nhân với gì? Với 1. Vậy thì C sẽ bằng nè 7 nhân với trừ 1 sẽ là trừ 7 nè. Đúng không? Cộng với nè 1 nhân 1 là 1 trên 1 nhân 7 bằng 7. 7 ở đây giữ gì? Giữ nguyên đúng không? Đấy, vậy thì sẽ là trừ 7 cộng với 1 trên 7. Đúng không? Vậy thì có 1 mà nợ 7 thì sẽ còn nợ gì? Nợ 6 là còn trừ 6 trên 7. Được chưa? Đấy, vậy thì kết quả của chúng ta ở đây sẽ là trừ 6 trên 7. Được chưa? Rồi, hãy chúng ta xong cái phần hỏi chấm 2 nhá. Giờ chúng ta sang cái phần bài tập. Họ yêu cầu mình bài số đầu tiên là bài số 47. Đó, thầy gấp giấy. Bài số 47 họ lại yêu cầu mình tiếp tục là tính nhanh. Đó, chúng ta vừa làm tính nhanh ở hỏi chấm xong. Đã rất là quen rồi. Câu A. Trừ 3 trên 7 cộng với 5 trên 13 cộng với trừ 4 trên 7. Vậy thì nhìn đây chúng ta thấy hai cái anh này anh làm sao nhỉ? Hai anh này anh có cùng gì? Cùng mẫu số. Đó. Đã có cùng mẫu số rồi thì quá ngon cơm rồi đúng không? Chúng ta sẽ thực hiện cái tính chất giao hoán, chúng ta đổi chỗ đã nè. Trừ 3 trên 7. Thực ra có nhiều giáo viên họ sẽ bỏ qua bước này luôn. Tuy nhiên thì thầy làm chi tiết các bước để cho các em nắm được. Cộng với 5 trên 10, 13. Đó, vậy giáo viên có hỏi tại sao đây thì đây chính là tính chất giao hoán nhé. Đó, thầy chỉ viết một cái này ra cho các em nắm thôi. Chúng ta đổi chỗ thôi, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhóm nó vào nè. Nhóm những cái anh này vào. Rồi mở ngoặc nè. Thì chung mẫu rồi, trừ 3 trên 7. Cộng với trừ 4 trên 7. Cộng với 5 trên 10, 13. Rồi, hai thằng này giờ cùng mẫu rồi thì sẽ là trừ 3 cộng với trừ 4
tất cả trên trên 7 cộng với 5 trên 10 13. Rồi. Vậy thì nợ với nợ nữa thì lại bằng nợ 7 trừ 7 trên 7 cộng với 5 trên 10 13. Được chưa? Thầy làm rất là chi tiết nha. Trừ 7 trên 7 thì là trừ 1 cộng với 5 trên 10 13. Vậy thì thực chất ở đây, thực chất ở đây thì em nào cũng có thể biết cái cách làm rồi. Tuy nhiên thì thầy làm bước chi tiết thêm, sẽ là trừ 1 trên 1, đúng không? Cộng với 5 trên 10 13. Vậy hai này sẽ có mẫu chung là 13. Được chưa? Đấy. Để giải thích cho nó rõ không, các em bảo là làm sao nó như vậy. Vậy thì đây nhân lên sẽ là trừ 13 cộng với gì? 5 trên 10 13. Được chưa? Đó, và đây sẽ bằng bao nhiêu? Nợ 13 có 5 thì còn nợ gì? Nợ 8 sẽ là trừ 8 trên 10 13. Xong. Câu A nhá. Đấy, hết luôn một mặt giấy luôn đấy. Rồi, câu B. Bài 47 câu B nè. Trừ 5 trên 21 cộng với trừ 2 trên 21 cộng với 8 trên 24. Đó, vậy thì đây là quá ngon cơm rồi. Có hai này anh sát nhau rồi. Chúng ta chỉ việc là gì? Đưa nó vào trong một cái tổng thôi. Sẽ là trừ 5 trên 21 cộng với trừ 2 trên 21, kem đóng lại, rồi cộng với 8 trên 24 để ra ngoài. Được chưa? Hai thằng này cùng mẫu thì sẽ bằng trừ 5 cộng với trừ 2 tất cả trên một mẫu là 21 cộng với 8 trên 20 24. Rồi ra kem cộng vào thôi. Nợ với nợ thì lại bằng nợ là trừ 7 trên 21 cộng với 8 trên 20 24. Và bây giờ sẽ là gì, tiến hành làm sao? Rút gọn hai canh này. Hiểu chưa? Đấy, giờ chúng ta sẽ rút gọn hai canh này đi. Hiểu chưa? Cái này thì kem làm ở ngoài nè. Kem làm ở ngoài nha, tuy nhiên thì thầy viết vào đây để cho kem nắm nè. Ta rút gọn nè. Trừ 7 trên 21 thì chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 7. Được chưa? Đó, không qua mình làm chi tiết như thế này đâu, nhưng mà thầy làm được cho các em nắm. Vậy thì đây sẽ còn là trừ 1 phần gì? 1 phần 3, đúng không? Rồi, phân số thứ hai là 8 trên 24 nè. Bây giờ chúng ta muốn đưa về 3 ở đây, chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 8, đúng không? Đó, vậy thì cũng là sẽ 8 chia 8 trên 24 chia 8. Thì 8 chia 8 được 1, 24 chia 8 cũng bằng gì? Bằng 3. Đấy, như vậy thì hai phân số này, bây giờ chúng ta sẽ, thực ra cái bước này các em làm ở ngoài nháp nha. Đó, thì thầy viết ở đây để cho các em nắm vì sao nó như thế. Thì đây sẽ là còn là trừ 1 phần 3 cộng với 1 phần gì? 1 phần 3. Vậy thì đây sẽ bằng mấy? Sẽ bằng trừ 1 cộng với 1 trên 3. Đấy, trừ 1 cộng với 1 thì bằng gì? 0. 0 trên 3 thì bằng gì? Bằng 0. Đó. Đây là làm chi tiết, trước đây là hai phân số đối của nhau thì sẽ bằng 0 rồi. Đó. Tuy nhiên thầy làm chi tiết ra như thế này, được chưa? Rồi. Xong nhá, đến bài số 48. Bài 48 chắc phải sang một tờ giấy khác em ạ. Không có đủ. Đố này, họ cắt một cái tấm bìa hình tròn, bán kính là 2,5 cm, bán kính của nó 2,5 thành 4 phần không bằng nhau như cái hình số 8 đây. Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được câu A 1/4 hình tròn. Là bài 48 nhé, chúng ta chú ý câu A này, để được 1/4 của hình tròn. Đó. Vậy thì mục đích ở đây là chúng ta sẽ tìm các cái phân số đây này cộng vào làm sao để cho nó gì bằng 1/4 thôi. Đấy, thì mục đích nó là như vậy thôi chứ chả có cái gì cả. Đấy, thì các em cứ đơn giản hóa cái vấn đề nó như vậy đi. Vậy thì để mà cộng các cái phân số này, các cái phương án cộng để nó bằng 1/4 của hình tròn thì chúng ta sẽ có những cái cách nào đây? Đó. Đối với cái câu này chúng ta sẽ có rất là nhiều cách nè. Ta có nè. 1/12. Tức là một cái phần này. Đó, 1/12 này cộng với 5/12, tức là cả một cái trọng lớn như thế này nữa.
được chưa? Cộng với 5 phần 10, 12. Đấy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Hai anh này chung sẽ bằng 1 cộng 5 trên 10. 12 sẽ bằng 6 phần 12. 6 phần 12 rút gọn đi, chia cả tử và mẫu cho 6 thì sẽ được 1 phần gì? 1 phần 2 hình tròn. Đúng không? Xin lỗi các em, cái này chúng ta đang làm ở câu, đây là đang làm câu A, thầy mình làm sang câu B rồi. Rồi, vậy thì thầy sẽ hướng dẫn lại cái chỗ này, chúng ta sẽ làm sang câu A trước nha. Thầy đang làm câu B, đây là 1 phần 2 đấy. Đây là 1 phần 2. Chưa, đây là của câu B. Rồi, thầy quay đây đi. Và bài 48 nha. Như thầy đã nói là chúng ta sẽ tính làm sao trong các cái phân số của hình tròn này nó sẽ cộng tổng vào bằng 1 phần 4 của gì? Của hình tròn, hay là gì? Kết quả cộng của nó sẽ bằng phân số 1 phần 4. Được chưa? Rồi, vậy thì để làm 1 phần 4 thì chúng ta sẽ tìm ra một cái mẫu ở đây chắc chắn là gì, bằng 12 rồi. Vậy thì cái tử ở đây nó sẽ bằng mấy? Bằng 3. Đó. Vậy chúng ta chỉ tìm hai cái phân số thôi. Đó là gì? Ta có này. 1 phần gì? 12 cộng với 2 phần 10, 12. Vậy thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 1 cộng 2 trên 10, 12. 1 cộng 2 thì sẽ bằng 3 trên 10, 12. Và 3 trên 12 chia cả tử và mẫu cho 3 sẽ được 1 phần 1 phần 4. Được chưa? Vậy thì đây chính là kết quả của 1 phần 4, đúng không? Vậy thì nhìn vào đây chúng ta sẽ có này. Vậy thì ta sẽ đặt bao nhiêu? Đặt một miếng ghép. Đặt một cái miếng ghép bao nhiêu? 1 phần gì? 1 phần 12 và 1 miếng 2 phần 12 và 1 miếng ghép 2 phần 10, 12 để được gì? Để được 1 phần 4 hình tròn. Được chưa? Đấy, vậy thì đây là cái cách chúng ta làm nhé. Và các em lập luận như vậy cho thầy. Được chưa? Đấy, được chưa? Câu B nè. Câu B vừa nãy chúng ta vừa tính rồi, 1 phần 2 hình tròn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái cặp phân số như vừa nãy thầy đã tính ở đây. Tức là chúng ta sẽ lấy một miếng là 1 phần 12 cộng với một miếng là 5 phần 10, 12. Vậy thì ở đây sẽ bằng 1 cộng 5 trên 10, 12 thì bằng 6 phần 12. 6 phần 12 thì sẽ bằng 1 phần gì? 1 phần 2. Đó, vậy thì qua cái này chúng ta sẽ kết luận. Vậy thì ta sẽ đặt như thế nào? Vậy ta đặt một miếng 1 phần 10, 12 và một miếng gì? 5 phần gì? 12 và một miếng, nói thầy viết tắt thôi nha, 5 phần 12. Đó, để chúng ta có gì? Để có 1 phần 2 hình tròn. Đó, cái này thầy viết tắt nha. Đấy, các bạn viết chi tiết ra. Rồi câu C này. Câu C của chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái phương án chúng ta phải làm. Đấy, vậy thì từng cái này chúng ta sẽ chế biến nó ra. 7 phần 12. Đó, 7 phần 12 thì các em sẽ thiết kế nó ra. 7 thì sẽ bằng mấy? 7 thì sẽ bằng 2 cộng với 5, đúng không? Được chưa? Vậy thì riêng canh 7 chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cách này. Có thể nó sẽ bằng 1 phần 12 này cộng với 2 phần 12. Đấy, 2 cộng 1 bằng 3, đúng không? Cộng với một cái nữa là 4 phần 12. Đúng không? Đấy, vậy thì ba canh này mà cộng với nhau thì sẽ bằng gì? 7 phần 12. Hoặc là gì, cách thứ hai, các em sẽ đặt, tức là đây đặt một miếng là 1/12, một miếng 2/12, đặt một miếng đây là gì? Tức là đây chúng ta sẽ có 3 miếng nè. Hiểu chưa? Đó, thầy viết như vậy để cho các em nắm thôi. Còn các em phải chi tiết nó ra nha, do thời gian ta không có nhiều. Đó, hoặc cách thứ hai, các em sẽ ghép là một miếng 2/12 cộng với một miếng 5/12. Đấy, thì nó cũng sẽ bằng 7/10 gì? 12. Hiểu chưa?
Đấy, tương tự như vậy thì đối với các cái phân số còn lại thì các em cứ thế các em đặt thôi. Tương tự này, 2 phần 3 thì chúng ta sẽ đặt cái miếng nào đây? 2 phần 3 này thực chất chúng ta đưa mẫu thành 12 á, tức là sẽ nhân với gì? Nhân với 4 đúng không? Vậy thì ở đây sẽ là 4 nhân đây sẽ nhân với 4 đúng không? Nhân với 4 vậy thì đây sẽ phải bằng 8 phần 12 đúng không? Vậy thì 8 phần 12 thì sẽ có những phương án nào để chúng ta làm đây? 8 thì sẽ bằng 5 phần 12 cộng với gì? 3 phần 10, 12. Hiểu chưa? Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có hai miếng, là một miếng 5 phần 12 và một miếng gì? 3 phần 12. Đấy, tương tự như vậy thì 3 phần 4. 3 phần 4 để đưa mẫu nó thành 12 thì ở đây các em phải nhân với gì? Nhân với 3. Đây cũng nhân với 3, vậy thì đây sẽ là 9 phần gì? 9 phần 12, đúng không? Thì 9 thì sẽ có rất nhiều phương án để chúng ta lựa chọn. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn luôn là 5 phần 12 cộng với 4 phần gì? 12. Đó. Vậy thì đây phương án của thầy, ví dụ thầy chọn đó là gì? Có hai miếng, một miếng 5 12, một miếng 4 12. Được chưa? Đấy, tương tự như vậy thì 5 trên 6 này. 5 trên 6 để đưa mẫu thành 12 thì đây chúng ta sẽ nhân với gì? Nhân với 2, vậy thì đây có nghĩa sẽ là 10 phần 12. 10 phần 12 thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều phương án, đúng không? Đây lấy luôn phương án ở trên. 5 phần 12 cộng 4 phần 12 cộng với một miếng nữa 1 phần 12, đúng không? Vậy thì cái này chúng ta sẽ chọn là có 3 miếng để kèm ghép vào. Được chưa? Đấy. Rồi. Tương tự như vậy thì 11 này. Đó. 11 phần 12. Vậy thì đây là 10 phần 12 rồi, giờ các em chỉ cộng thêm thôi. Đó, đây chúng ta sẽ cộng ở đây thì sẽ bằng 5 phần 12 cộng với 4 phần 12 cộng với một cái miếng là 2 phần 12 đi. Đó, vậy thì đây chúng ta phương án của thầy chọn cũng sẽ chọn 3 miếng ghép. Rồi. Cuối cùng là 12 phần 12. 12 phần 12. Đó, thì ở đây chúng ta có thể lấy ngay cái này cũng được. Còn không thì chúng ta sẽ dùng cái ở trên. 5 phần 12 cộng với 4 phần 12 cộng với 2 phần 12. Đây là 11 rồi, giờ cộng thêm gì? Này thầy bỏ ra nhá, cộng thêm 1 phần 12 nữa. Chưa, vậy thì đối với phương án này thầy sẽ chọn là 4 cái miếng để chúng ta ghép lại. Được chưa? Đấy. Vậy thì qua cái bài này chủ yếu là làm sao để chúng ta hiểu được cái cách mà chúng ta làm sao để nó ra cái tổng đó. Được chưa? Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài số 49 nào. Bài số 49. Bài 49. Hồng đi xe đạp 10 phút đầu. À. 10 phút đầu. Hùng ấy nó đi được bao nhiêu? 1/3 quãng đường. 1/3 quãng đường đi. 10 phút thứ hai, 10 phút thứ hai hay 10 phút tiếp theo đó. 10 phút thứ hai nhá. Thì lại đi được là mấy? 1/4. Rồi và 10 phút cuối nè. 10 phút cuối thì anh này anh lại đi được là 2/9, đúng không? Và ta hỏi là gì? Hỏi sau 30 phút, đúng không? Sau là 10, 20, 3, hỏi sau 30 phút này. Thì thằng này đi được bao nhiêu phần quãng đường? Đó, thì nó sẽ đi được bao nhiêu phần của quãng đường? Vậy thì cái này quá dễ rồi, đúng không? Đọc ở đây thì giống như kiểu là toán lớp 1 thôi. Tuy nhiên thì đối với chúng ta học lớp 6 thì chỉ khác một chút thôi. Đó là về cộng phân số thôi, được chưa? Ta sẽ giải này. Sau 30 phút thì Hùng là tên riêng, ta phải viết Hoa đúng không? Hùng đi được là, đó, vậy cho nó nhanh đi, được chưa? Đấy, chúng ta cộng 3 phân số này với nhau thôi, sẽ là 1/3 cộng với 1/4 cộng với 2/9. Được chưa? Đó, vậy thì ở đây các em làm cái này đúng ra là chúng ta chỉ ghi kết quả thôi. Tuy nhiên thì thầy sẽ làm luôn luôn ở đây nha.
Đúng ra chúng ta chỉ việc ghi kết quả. Vậy thì đây là cộng 3 phân số với nhau thì chúng ta phải quy đồng nó. Vậy thì chúng ta sẽ có bộ chung nhỏ nhất của mấy? Của 3 này, của 4 này, của 9. Vậy thì sẽ là một cái số mà nó chia hết cho cả 3, cả 4, cả 9. Đây sẽ là số 36. Được chưa? 36 này chia cho 3. Vậy thì thừa số phụ của phân số này sẽ là 12. 36 chia cho 4, thừa số phụ của phân số này sẽ là 9 và đây sẽ là 4. Được chưa? Giờ các em nhân lên thôi. Vậy thì đây nó sẽ bằng là, đây là những bước này chúng ta làm nó nháp thôi nhá. 12 nhân với 1 thì bằng gì? 12 nè. Được chưa? Mẫu chúng ta giữ nguyên rồi nha. Cộng nè. 9 nhân 1 là 9 nè. 4 nhân 2 là 8 nè. Tất cả trên một cái mẫu chung là 36, đúng không? Đấy, vậy thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 12 cộng 8 20, 20 cộng với 9 là 20. 29 trên 36. Vậy thì đây sẽ bằng 29 phần 36. Đơn vị đây họ hỏi là bao nhiêu thì chúng ta ghi là 29 phần 36 quãng đường. Đó, và đây chính là đáp thì. Đáp số nha. 29 phần 36 quãng đường mà Hùng đã đi. Đó, bạn nào tên Hùng điểm danh. Rồi. Tiếp theo chúng ta sang bài số 50. Điền số thích hợp vào ô trống ở cái bảng dưới. Đó, có nghĩa là chúng ta lại phải thực hiện các cái phép cộng thôi. Đúng không? Rồi, cái bài 50 thì thầy sẽ làm ở đây luôn nhé. Các em không có làm ở đây, các em phải làm ra giấy tập của mình cho đồng hoàng nha. Bây giờ ta sẽ điền vào cái ô này thì sẽ bằng tổng của thằng này nè. Trừ 3 phần 5 cộng với 1 phần gì? 1 phần 2. Giờ chúng ta sẽ cộng cái tổng này được bao nhiêu ta điền vào đây, hiểu chưa? Vậy thì hai anh này có bộ chung hay là mẫu số chung ở đây sẽ là gì? Là 10, đúng không? Vậy thì 10 chia cho 5 thì thừa số phụ đây là 2, đây sẽ là 5. Được chưa? Vậy thì đây sẽ bằng 2 nhân với 3 là 6 này, là trừ 6 này, cộng này. 5 nhân 1 bằng 5, tất cả trên 10. Có 5 mà nợ mấy? Nợ 6 thì còn nợ gì? Nợ 1. Vậy thì đây sẽ bằng trừ 1 phần 10. Được chưa? Đây sẽ là trừ 1 phần. Chưa nào? Trừ 1 nha các em. Đây là trừ 1 phần 10 nha. Đó. Nói số 10 cái, miệng nói là tay lại viết kiểu khác. Rồi. Được chưa? Rồi tạm thời ở đây chúng ta sẽ cộng các cái phân số này ở hàng dọc nè. Hàng dọc các em sẽ cộng nè. Trừ 3 phần 5. Trừ 3 phần 5 này, em cộng với bao nhiêu đây? Trừ 1 phần gì? Trừ 1 phần 4 nè. Được chưa? Vậy thì hai anh này sẽ có mẫu số chung. Ở đây sẽ là bao nhiêu? Là số bao nhiêu? 2, 20 đúng không? Vậy thì thừa số phụ anh này là 4, thừa số phụ anh này sẽ là 5. Vậy thì đây sẽ bằng 4 nhân với 3, 12. Dấu trừ sẽ là 12. Cộng với 5 nhân 1 là 5. Đấy, cộng với đây là dấu gì? Dấu trừ. Tất cả trên thì 20. Vậy thì nợ 12 nợ thêm 5 nữa thì nợ là 10, 17 phần 2, 20. Đó. Vậy thì đây sẽ là trừ 17 phần 2, 20. Được chưa? Tiếp theo các em sẽ cộng hai cái phân số này để chúng ta điền nè. 1 phần 2 cộng với trừ 5 phần 6. Vậy thì hai anh này sẽ có bộ chung nhỏ nhất. Hay là mẫu số chung sẽ bằng số mấy đây? 6 đúng không? 6 chia cho 2, thừa số phụ đây là 3, đây sẽ là 1 nè. 3 nhân với 1 bằng 3. 1 nhân với 5 bằng 5. Vậy thì đây sẽ là 3 cộng với trừ 5 tất cả trên 6. Có 3 nợ 5 thì sẽ còn nợ mấy? Sẽ còn nợ 2. Trừ 2 trên 6 rút gọn được không? Được. Sẽ là trừ 1 phần gì? 1 phần 3. Chia cả tử và mẫu cho 2. Được chưa? Vậy thì đây chúng ta sẽ điền là trừ 1 phần 3. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cộng cái anh này để có phân số đây. Được chưa? Đó, hết giấy rồi đó.
Rồi nè, trừ 1 phần 4 nè. Các em nhớ cái này các em phải làm vào trong cuốn sách hay cuốn tập làm bài của mình nha. Cái này thầy làm trực tiếp ở đây để các em nhìn thôi. Hai anh này sẽ có mẫu số chung là bao nhiêu? Là 12 nhé. Đó, chúng ta không lấy 24. Vậy thì thừa số phụ ở đây sẽ là 3. Thừa số phụ của anh này sẽ là gì? 2. Được chưa? 3 nhân 1 bằng 3 có dấu trừ thì sẽ là trừ 3 cộng với 2 nhân với 5 thì bằng 10. Đây có dấu trừ sẽ là trừ 10. Tất cả trên một mẫu là 12. Đây có nợ 3, nợ thêm 10 nữa thì sẽ là nợ 10. 13 phần 10, 12. Được chưa? Và chúng ta sẽ ghi đây sẽ là trừ 13 phần 10, 12. Rồi, và bây giờ điền cái số này thôi. Thì số này thì sẽ bằng tổng này, được chưa? Hay là cũng sẽ bằng cái tổng này cộng lại này, được chưa? Đấy, vậy thì chúng ta nhìn ở đây, chúng ta muốn chọn cái nào cũng được, tùy theo cái cách thuận của các em. Nhà thầy sẽ làm luôn ở đây, chỉ cần dễ quan sát đi. Được chưa? Làm ở đây, chỉ cần dễ quan sát. Đây là trừ 17 trên 20 này, cộng với trừ 1 phần 3 này. Vậy thì hai thằng này sẽ có mẫu số chung. Mẫu chung nhỏ nhất của 20 với 3 chắc chắn là gì? Phải là 60 thì mới chia được. 60 chia cho 20, thừa số phụ đây là 3. 60 chia 3, thừa số phụ đây là 2, 20. Được chưa? Thầy phân biệt nó ra. Rồi, vậy thì ở đây trừ 17 nhân với 3. Các em biết trừ 17 nhân 3 thì bằng trừ bao nhiêu? Trừ 17 nhân 3 sẽ bằng trừ 57 nhân 3 bằng 21, viết 1 nhớ. 23 nhân 1 bằng 3 nhớ, 2 bằng 5. Trừ 51 đúng không? Đó, cộng với nè, 20 nhân với 1 bằng 20, đây là dấu trừ sẽ là trừ 20, trên mẫu là 6 gì? 60. Đó, vậy đây có gì? Nợ 51, nợ thêm 20 nữa, vậy thì tổng nợ đây sẽ là 70, 71 phần 6 gì? 60, được chưa? Đấy, vậy kem điền đây sẽ là 71 trừ 71 phần 6 gì? 60. Đó, bài của chúng ta là như vậy đấy, được chưa? Rồi, và đến bài số 5. Bài số 5 này, họ yêu cầu mình điều gì? Tìm 5 cách chọn 3 trong 7 số. 5 cách này, họ yêu cầu mình phải là gì? 5 cách. 5 cách ở đây là gì? Phải có 3 trong 7 số sau đây để khi cộng lại được tổng bằng 0. 5 cách mà có 3. 3 số, tổng của 3 số phải bằng gì? Bằng 0. Đó, vậy thì đây chính là cái đề bài thầy tóm tắt như vậy. Và họ cho ta cái cách thứ nhất, ví dụ này. Rồi, vậy thì chúng ta lấy luôn cách 1 nè. Lấy luôn cái ví dụ của họ nhé. Trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng với 1 phần 6. Vậy thì đây là gì? Cộng vào sẽ bằng gì? Tổng sẽ bằng 0. Được chưa? Rồi bây giờ cách thứ hai cũng từ những con số này. Thì các em chú ý đây có số 0 này. Số 0 là rất là ngon rồi, đúng không? Chúng ta sẽ vận dụng cái số 0 này để chúng ta đưa nó vào dạng số đối để cộng với 0 nữa, để nó bằng gì? Bằng 0, đúng không? Và chúng ta sẽ thấy là trừ 1 phần 6 này. Số đối của 1 phần 6 là mấy các em? Số đối của trừ 1 phần 6 bằng mấy? Là 1/6. Vậy thì cộng với 1/6 mà chứa hai thằng này là bằng 0 rồi. Giờ chúng ta cộng thêm số gì? Số 0 nữa thì chắc chắn sẽ bằng gì? Bằng 0. Đấy, được chưa? Cách 2 ngon lành cành đào đúng không? Đấy, tương tự như vậy thì cách 3, trừ 1/3. Số đối của trừ 1/3 đây là 1/3. Đó, và cộng với 0 thì cũng sẽ bằng gì? Bằng 0. Đấy, tương tự như vậy. Tự nhiên có 4, 3 cái cách này ngon ơ, đúng không? Trừ 1/2. Số đối của trừ 1/2 chính là 1/2. Đó, với cộng với 0 thì cũng sẽ bằng gì? Bằng 0, được chưa? Rồi, 4 cách rồi nha. Còn cách cuối cùng, cách 5.
cách 5 thì chúng ta lấy ngay cái cách của họ đầu tiên đây này. Đấy, cái cách đầu tiên của họ đó, chúng ta đối ngược lại thôi. Được chưa? Đây là trừ 1 phần 2 thì chúng ta sẽ đây sẽ là 1 phần 2. Được chưa? Cộng với này, ở đây họ 1 phần 3 thì mình sẽ là trừ 1 phần 3. Đấy. Cộng với ở đây 1 phần 6 thì mình sẽ là trừ 1 phần 6. Chắc chắn nó sẽ bằng gì? Bằng 0. Đó, vậy thì đây là cái cách mà chúng ta phải nhanh trí. Nhanh trí trong việc mà gì chúng ta áp dụng theo cái dạng bài. Được chưa? Đó. Và chỉ có học ở trên này chúng ta mới có những cái tuyệt chiêu này thôi nhé. Và thầy sẽ không có như các cái thầy cô khác mà cứ giấu giấu giếm giếm rồi mà dạy thêm dạy gì. Nó thầy có gì thầy chia sẻ hết. Chia sẻ hết luôn cả. Không có cái gì mà phải giấu giếm các em cả. Các em tiếp thu được bao nhiêu thì càng tốt. Rồi. Và đến đây thì như thường lệ các em nhớ đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật là nhiều những bạn đang học ở trong lớp nha. Rồi. Tạm biệt các em.